Đỗ Cao Trí được biết đến như một trong năm đại tướng danh tiếng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một người mà báo chí miền Nam từng ca ngợi là thiên tài quân sự. Tuy nhiên, cái chết đột ngột của ông trong một tai nạn trực thăng tại phía Bắc Tây Ninh vào buổi sáng ngày 23 tháng 2 năm 1971, khi đang trên đường ra mặt trận, đã trở thành nghi vấn lớn trong chính trường ngụy miền Nam Việt Nam. Nhiều tài liệu về sau hé lộ rằng quân hàm đại tướng của ông thực chất được truy phong sau khi ông mất, với mục đích xoa dịu dư luận, che đậy những âm mưu và mâu thuẫn quyền lực trong hàng ngũ tướng lĩnh cấp cao ở Sài Gòn. Thực hư thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong video sau đây của chúng tôi. Có những vụ nhận hối lộ mà hậu quả đưa đến cái chết của các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa, và bí ẩn nhất phải kể đến cái chết của tướng Đỗ Cao Trí. Sinh năm 1929, ông là cháu nội của một quan lại nhà Nguyễn, cha ông, Đỗ Cao Lụa, là một điền chủ giàu có tại làng Bình Trước, Biên Hòa. Trong các tài liệu của chế độ cũ còn sót lại, Đỗ Cao Trí được miêu tả như một nhân vật kiệt xuất của quân đội miền Nam. Đại tướng Đỗ Cao Trí là một người tài ba, vừa có mưu lược, vừa có dũng khí. Ông luôn chủ động đánh vào những nơi địch không ngờ đến và thường xuất hiện tại những điểm nóng nhất của chiến trường. Nếu Pháp có De Lac de Taxigny, Mỹ có Patton, Đức có Rommel, thì Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có Đỗ Cao Trí. Thế nhưng, suốt sự nghiệp cầm quân, Đỗ Cao Trí chưa hề có một trận đánh nào thực sự ra hồn. Ông được cho là chỉ giỏi quan liêu, buôn lậu, tham ô và nổi tiếng trong các cuộc khiêu vũ. Tên tuổi của ông gắn với hai cuộc hành quân thảm bại khi xua quân sang chiến trường Campuchia, với tổn thất không thua kém gì các trận Hạ Lào năm 1971 và mùa hè đỏ lửa năm 1972. Ngày 23 tháng 2 năm 1971, Đỗ Cao Trí tử nạn khi chiếc trực thăng UH-1 của ông phát nổ và bốc cháy chỉ 10 phút sau khi cất cánh từ trung tâm hành quân của quân đoàn 3 tại Tây Ninh. Ông qua đời tại chỗ, hưởng dương 42 tuổi. Cùng tử nạn với ông còn có François Sully, phóng viên chiến trường người Pháp viết cho báo New York Times khi đang thị sát chiến trường Campuchia. Về sau, có tin đồn rằng tướng Trí bị ám sát bởi những tranh giành quyền lực trong quân đội Sài Gòn vì chiếc trực thăng phát nổ đột ngột mà không rõ nguyên nhân. Về sau, rộ lên tin đồn rằng tướng Đỗ Cao Trí bị ám sát trong một âm mưu tranh giành quyền lực giữa các tướng lĩnh Sài Gòn bởi chiếc trực thăng của ông phát nổ quá đột ngột, không rõ nguyên nhân. Anh ruột của Đỗ Cao Trí là nhạc sĩ Đỗ Cao Minh thuật lại rằng, đại tá Chim người phụ trách ban an ninh phủ tổng thống kể chi tiết như sau. Ngày hôm đó, ký giả tuần báo Newsweek, ông François Sully, gặp Tổng thống Thiệu vào lúc 8 giờ và sau đó gặp Trung tướng Đỗ Cao Trí lúc 9 giờ để cùng đi thị sát mặt trận Campuchia. Theo thông lệ, François Sully phải gửi hành lý xách tay lại văn phòng bí thư hoặc tùy viên và chỉ cầm lại khi ra về. Không rõ trong khoảng thời gian ấy, có ai đã gài bom nổ chậm trong cặp của ông hay không. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân đã đến dự lễ tẩm liệm. Tại đây, ông thay mặt chính phủ và quân đội truy phong cho Đỗ Cao Trí lên cấp đại tướng. Ông Trần Phan Anh, trong cuốn trận chiến mùa hè năm 1972, ở trang 155 và 156, có nhắc đến những vụ tham nhũng và hối lộ tai tiếng của các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, liên quan trực tiếp đến cái chết của Đỗ Cao Trí. Thực hư thế nào không rõ, chúng tôi xin trích đoạn bài viết sau. Trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 3 năm 1972, tình báo Việt Nam Cộng Hòa phát hiện lực lượng quân sự Bắc Việt hiện diện tại căn cứ 712, gần thị trấn Snun, Campuchia, cách quận Lỵ Lộc Ninh 30 cây số về phía Tây Bắc, trên quốc lộ 13. Hai công trường 7 và 9 cũng được xác định tại vùng đồn điền cao su Đam Bê và chúc trên đất Campuchia. Đây là những mục tiêu hành quân của quân đoàn 3 trong kế hoạch định Tam Cá Nguyệt năm 1971. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ sau tai nạn của Trung tướng Đỗ Cao Trí, tư lệnh quân đoàn 3. Có lời đồn rằng Đỗ Cao Trí bị sát hại vì ông và một số nhân vật cấp cao như Nguyễn Văn Thiệu và Đặng Văn Quang đã nhận hối lộ 30 triệu đô la từ đại sứ Nga tại Paris, nhằm cho phép Trung ương Cục miền Nam rút qua Campuchia sau khi bị quân đội Việt Mỹ bao vây tại vùng rừng Tây Ninh. Do quân đoàn 3 tiến quá nhanh, Cục R bị kẹt lại và bị CIA phát hiện khi họ cầu cứu Hà Nội. MACV phối hợp với hai quân đoàn tiền phương của Hoa Kỳ và quân đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa được tăng cường thêm lữ đoàn dù và liên đoàn 5, 6 biệt động quân để bao vây chặt Cục R, lực lượng bảo vệ Cục R chỉ còn một trung đoàn, rơi vào tình thế cá nằm trong rọ.
Liên quân Việt Mỹ siết chặt vòng vây, với lữ đoàn dù mở mũi tấn công chính, trong khi liên đoàn biệt động quân đảm nhiệm án ngữ phía dưới Campuchia. Đột ngột, họ nhận lệnh từ Trung tướng Đỗ Cao Trí yêu cầu rút về chi khu Phước Thành, Tây Ninh để nghỉ dưỡng. Ngay trong đêm đó, Trung đoàn bảo vệ cục R chớp lấy cơ hội mở đường cho Trung ương cục di chuyển qua đồn điền Snum về hướng Campuchia. CIA nghi ngờ Đỗ Cao Trí đã cấu kết với Cộng sản và cho rằng ông là một người của bên kia nên ra tay thủ tiêu. Theo đặc sứ Comer, người phụ trách chương trình Bình Định phát triển MACV, ông chính là người đã tiết lộ chuyện này. Về đời tư, tướng Đỗ Cao Trí từng chịu nhiều tai tiếng. Ông có 3 người vợ chính thức và vô số nhân tình. Lối sống xa hoa và sự giàu có của ông không khỏi gây chú ý. Năm 1972, một thượng nghị sĩ Việt Nam Cộng Hòa từng cáo buộc ông tham gia đường dây buôn lậu tiền tệ ở Hồng Kông. Dẫu vậy, tướng Trí vẫn được xem là có năng lực so với các tướng lĩnh khác của Việt Nam Cộng Hòa. Ông có tầm nhìn chiến lược tốt, khả năng lãnh đạo và tạo động lực chiến đấu cho binh sĩ, đồng thời không mang tham vọng chính trị. Cái chết của ông đã để lại một khoảng trống lớn trong hàng ngũ chỉ huy chiến trường suốt thời gian dài. Giới tướng tá Việt Nam Cộng Hòa còn nhiều trường hợp tử nạn bí ẩn tương tự như Đỗ Cao Trí. Một trong số đó là chuẩn tướng Trương Quang Ân. Sinh năm 1932, ông là thủ khoa khóa 7 trường võ bị Liên quân Việt Nam Đà Lạt, từng giữ chức tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh quân khu 2 từ năm 1966. Vợ ông là bà Dương Thị Kim Thanh, nguyên chủng úy thuộc binh chủng nhảy dù, nhưng làm việc tại Tổng y viện Cộng Hòa. Ngày 8 tháng 9 năm 1968, nhân dịp bà đi thăm và tặng quà cho các chiến sĩ và gia đình tại vùng biên giới Tây Bắc tỉnh Pleiku, ông cùng bà đi trực thăng H-34 của Không quân Việt Nam Cộng Hòa để đến thăm các căn cứ tiền đồn. Sau khi đã thị sát vài nơi, trực thăng chở hai người cất cánh đến điểm tiếp theo thì bất ngờ phát nổ trước mắt binh sĩ và gia đình đang đón chờ. Tất cả trên máy bay đều tử nạn, trong đó có chuẩn tướng Trương Quang Ân và vợ, bà Dương Thị Kim Thanh. Một trường hợp khác là Trung tướng Nguyễn Viết Thanh, tư lệnh quân đoàn 4 Việt Nam Cộng Hòa. Ông được thăng chuẩn tướng năm 35 tuổi, đảm nhiệm vị trí tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh và thăng thiếu tướng khi mới 37 tuổi. Trên cương vị tư lệnh quân đoàn 4, ông tử nạn vào ngày 2 tháng 5 năm 1970 do va chạm với một trực thăng vũ trang Hoa Kỳ khi đang thị sát mặt trận vùng biên giới Campuchia, trên bầu trời hai tỉnh Kiến Phong và Kiến Tường. Ngày 3 tháng 5, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân viếng linh cữu ông tại Cần Thơ, truy thăng trung tướng và truy tặng đệ nhị đẳng Bảo Quốc huân chương kèm anh dũng bội tinh với ngành dương liễu. Ngay sau đó, Bộ Tổng tham mưu đã cử thiếu tướng Ngô Du Nguyên tư lệnh phó lãnh thổ quân đoàn 3 sang giữ chức vụ tư lệnh quân đoàn 4 thay cho Nguyễn Viết Thanh. Tướng Ngô Du là nhân vật tiếp theo mà chúng tôi muốn nhắc tới trong video này. Ngô Du một viên tướng nổi tiếng với biệt danh vua buôn lậu. Sinh năm 1926 trong gia đình thương gia giàu có ở Bình Định, Ngô Du theo học trường Việt Pháp và tốt nghiệp tú tài trước khi bước vào trường võ bị Huế năm 1950. Khi quân Pháp thất trận, Ngô Du ra trường với hàm đại úy, giữ chức tiểu đoàn trưởng, rồi phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1958, ông được phong thiếu tá và được cử sang Mỹ học chỉ huy tham mưu. Trở về nước, Ngô Du được bổ nhiệm vào Bộ Tổng tham mưu, trở thành tham mưu trưởng quân đoàn 2 cuối năm 1962. Đầu năm 1963, ông được phong đại tá và cuối năm 1964, ông đã là thiếu tướng ở tuổi 38. Đến tháng 8 năm 1970, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 2 và quân khu 2, sau đó nhận quân hàm trung tướng. Tài buôn lậu và kiếm tiền của Ngô Du nổi bật với sự khôn khéo và tinh tế, vượt xa nhiều đồng nghiệp. Ông ta buôn lậu mọi thứ, xây dựng mạng lưới phe cánh và lôi kéo gia đình vào hệ thống này. Giống nhiều tướng lĩnh Sài Gòn khác, khi được bổ nhiệm ở Tây Nguyên, Ngô Du đã thuyên chuyển một loạt nhân sự tại các vị trí chủ chốt, thay thế bằng thuộc hạ và họ hàng thân tín, xây dựng mạng lưới quyền lực nhằm phục vụ lợi ích riêng. Không che giấu việc kiếm tiền từ các hoạt động phi pháp, Ngô Du vẫn tranh thủ quyết định mọi hoạt động quân sự, bao gồm cả quan hệ với các cố vấn Mỹ và Pôn Ven, tạo điều kiện để tổ chức các phi vụ buôn lậu lớn. Băng nhóm thân cận kể lại rằng phi vụ lớn nhất của ông là đường dây bạch phiến xuyên quốc gia từ Thái Lan qua Lào và Sài Gòn, với lợi nhuận ước tính khoảng 78 tấn vàng vào các năm 1971-1972.
Khi các đơn vị lính Mỹ ở quân khu 2 phải rút về nước, toàn bộ doanh trại của sư đoàn kỵ binh không vận số 1 ở An Khê và sư đoàn bộ binh ở Hàm Rồng, Pleiku được bàn giao lại cho bộ tư lệnh quân khu 2. Ngô Du khéo léo tổ chức tiếp quản, vừa hạn chế tai tiếng, vừa tìm cách lấy lòng báo chí thân chính phủ ở Sài Gòn, lại bố trí một số sĩ quan thân tín để đối phó dư luận. Nhiều người cho rằng Ngô Du chẳng học hỏi được gì nhiều từ các cố vấn CIA và Pomven vì họ thiếu chuyên môn về quân sự. Sở trường phòng thủ của Du ở Tây Nguyên tập trung vào việc huy động tối đa hỏa lực mỗi khi phát hiện đối phương. Tuy nhiên, Ngô Du chỉ quen làm việc văn phòng và chưa hề trải qua chỉ huy chiến đấu ở cấp trung đoàn. Mùa hè đỏ lửa năm 1972 là thử thách lớn cho quân đội Sài Gòn. Lực lượng vũ trang cách mạng đồng loạt tấn công tại Bình Định. Trong tuần đầu tháng 4, các căn cứ quan trọng như Gò Lôi, các quận Hoài Ân, Tam Quan và Bồng Sơn rơi vào tay đối phương. Ở Tây Nguyên, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4, quân cách mạng đánh sập toàn bộ tuyến phòng thủ bờ Tây sông Pô Cô của quân lực Sài Gòn. Ngày 24 tháng 4, căn cứ Đắc Tô, Tân Cảnh, nơi được mệnh danh là cánh cửa thép ở Bắc Tây Nguyên, bị san phẳng. Ít ngày sau, phòng tuyến Võ Định, Ca Len, nơi bảo vệ thị xã Kon Tum về phía Tây Bắc, cũng chịu chung số phận. Sau đó, quân cách mạng tiếp tục tấn công Kon Tum và cắt đứt các trục đường huyết mạch như đường 14, đường 19. Trước tình hình nguy cấp, Ngô Du hoảng loạn, liên tục điện về cho Nguyễn Văn Thiệu báo cáo bệnh tim đột ngột và yêu cầu chi viện. Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh, nhận ra sự bất tài của Ngô Du, lập tức cách chức và đưa Nguyễn Văn Toàn lên thay. Vài ngày sau khi Ngô Du bị cách chức, đến ngày 11 tháng 5 năm 1972, Pomven cũng bị du kích Gia Lai bắn rơi máy bay. Cuối năm 1974, Ngô Du bị Nguyễn Văn Thiệu cho về hưu. Ngô Du là hình ảnh tiêu biểu của những tướng lĩnh Sài Gòn, quen hưởng thụ cuộc sống phồn hoa giả tạo, dựa trên đồng đô la của Mỹ, và thường xuyên dùng những mánh khóe thô thiển để làm giàu. Quý vị thân mến, nạn tham nhũng trong giới chức Việt Nam Cộng Hòa tuy hoành hành tràn lan, nhưng nếu so với những chiến dịch buôn lậu quy mô quốc tế của tên đầu sỏ Nguyễn Văn Thiệu, thì thực sự cũng chỉ là những chuyện nhỏ bé mà thôi. Cuối năm 1973, từ căn cứ Ban An ninh T4, ông Trần Quốc Hương đã chỉ đạo Phó Cục A10 là Ba Hoàng, Thiếu tướng Huỳnh Huế, thực hiện một loạt chiến dịch tố cáo, tấn công chính trị nhằm vào bộ máy chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Mục tiêu của chiến dịch là tạo ra một thế giới anh chị trong hệ thống chính quyền, khiến cho Nguyễn Văn Thiệu không thể đối phó hiệu quả với các chiến dịch quân sự của ta ở mặt trận Tây Nguyên. Nhiệm vụ này đã được ông Ba Hoàng chuyển giao cho họa sĩ Ớt, đồng chí Huỳnh Bá Thành, lúc đó là giám đốc kỹ thuật của tờ báo Điện Tín. Các chiến dịch đấu tố này bao gồm sự kiện ký giả ăn mày tố cáo Nguyễn Văn Thiệu tham nhũng và buôn lậu, v.v. Trong chiến dịch tố cáo tham nhũng, họa sĩ Ớt đã tình cờ thu được một bộ tài liệu đóng dấu tuyệt mật, tóm lược một phần chiến dịch mang mã danh Mr. Bip, ông Trùm, từ cơ quan bài trừ ma túy Mỹ, gọi tắt là GEA, chi nhánh tại Bangkok, Thái Lan. Tập tài liệu này, mang mã danh ông Trùm, chứa đựng một chuỗi chiến dịch triệt phá nhằm cắt đứt tuyến buôn sĩ ma túy của một băng nhóm tội phạm quốc tế. Chiến dịch diễn ra từ cuối tháng 7 năm 1971 cho đến nay, nối liền từ vùng Tam Giác Vàng ở Lào qua các quốc gia Thái Lan, Campuchia, Nam Việt Nam và Mỹ. Đặc biệt, trạm trung chuyển tại Nam Việt Nam do lực lượng hải quân vùng 4 chiến thuật thuộc Việt Nam Cộng Hòa đảm nhận, đã đóng vai trò chủ đạo trong khâu vận chuyển từ Vịnh Thái Lan về Sài Gòn. Tại Sài Gòn, hàng hóa được hệ thống mai táng của quân đội Mỹ tẩm liệm vào các túi nhựa dành cho tử thi và các cổ quan tài phủ cờ, rồi được chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất để nhập vào Mỹ qua con đường không vận. GEA xác định, trong chiến dịch ông Trùm tại Nam Việt Nam, đã bắt giữ 60 người và tịch thu 51kg bạch phiến cùng 3.334kg á phiện. Mặc dù diễn biến của kế hoạch ông Trùm xảy ra rầm rộ từ cuối tháng 7 năm 1971, nhưng do Nguyễn Văn Thiệu bí mật triệt tiêu mọi nguồn phát tán thông tin trên báo chí Sài Gòn, nên gần như không ai hay biết hoặc không dám đưa tin. Ngay sau khi phát hiện tập tài liệu tuyệt mật này vào cuối năm 1973, để che giấu tung tích nguồn tin, họa sĩ Ớt đã không đăng tải trên báo Điện Tín mà âm thầm phát tán cho giới báo chí quốc tế có mặt tại Sài Gòn. Từ đó, hàng loạt tờ báo tại Sài Gòn và quốc tế đã nhanh chóng công bố, phơi bày Nguyễn Văn Thiệu là người đứng sau vụ vận chuyển này. Ít ai biết rằng,
tập tài liệu tuyệt mật mang mã danh ông Trùng đã được một nữ cán bộ nghiệp vụ của cục A10 thu thập từ một nhân vật bí ẩn. Nhân vật này là một nhân viên cao cấp thuộc Ủy ban bài trừ ma túy của Việt Nam Cộng Hòa. Câu chuyện bí ẩn này sẽ được chúng tôi giải mã trong các video tiếp theo. Mời quý vị chú ý đón xem.